Ngày 28 tháng 2, đại diện công an quận Bắc Từ Liêm Hà Nội cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Bắc Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Lê Tuấn Đức, 33 tuổi, trú tại Thường tính, Hà Nội. Đức được xác định là tài xế Mazda cầm dao chém xe buýt trên đường Hoàng Quốc Việt. Nam tài xế này bị khởi tố về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo điều 178 Bộ luật hình sự. Tại cơ quan công an, Đức đã khai nhận hành vi của mình. Lý giải về hành động cầm dao chém xe buýt, anh này cho hay trước đó có xảy ra mâu thuẫn. Nguyên nhân xuất phát từ việc nam tài xế cho rằng xe buýt tạt đầu ô tô con của mình. Người này sau đó xuống xe, cầm dao dài đi về phía chiếc xe buýt đang dừng cùng chiều, rồi đe dọa chém nhiều nhát vào phần lớp xe buýt. Theo những hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội, kính xe buýt bị xước một đoạn nhỏ, một phần lốp bị chém rách.